sai lầm khi ăn chuối sai cách mà chẳng ai có thể ngờ. Đừng hồ đồ để mắc phải 3 sai lầm khi các bạn ăn chuối để biến loại quả này trở thành thuốc độc. Có đến 90% các gia đình hiện nay đều mắc phải. Các bạn cần phải biết, đừng để phạm sai lầm cơ bản rước họa vào thân nhé. Sai lầm khi ăn chuối 90% người mắc phải. Chuối là loại hoa quả rất phổ biến, nó thường có trong mỗi gia đình vì chuối rất giàu dinh dưỡng và cũng khá rẻ tiền. Thế nhưng, các bạn cần phải tránh mắc phải những sai lầm dưới đây. 90% người ăn chuối đang mắc phải, còn bạn thì sao? Cùng tìm hiểu xem đó là sai lầm gì. Bạn có đang làm đúng không để còn khắc phục nhé. Sai lầm khi ăn chuối, ăn quá nhiều trong ngày. Chuối là loại quả chứa một hàm lượng dinh dưỡng, kali và vitamin rất dồi dào, phong phú. Nó có thể làm cho da dẻ mềm mại, làm cho mắt sáng và tinh lực tràn đầy, giúp kéo dài tuổi thọ và cũng có tác dụng phòng nhiều bệnh khác. Nhưng nếu như các bạn ăn chuối quá nhiều trong ngày, lượng vitamin B6 từ chuối kết hợp với các thực phẩm khác, có thể nó sẽ được nạp vào cơ thể quá tải. Điều này xảy ra tình trạng quá liều, có thể tổn hại đến sức khỏe. Nếu các bạn ăn chuối nhiều chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn có thể đối mặt với các triệu chứng của tăng trong máu. Theo đó, các bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu như nạp quá nhiều chuối vào cơ thể, có thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn các vitamin và khoáng chất có trong cơ thể. Thậm chí, nếu như các bạn ăn nhiều chuối chỉ trong thời gian ngắn, bạn có thể phải đối mặt với các triệu chứng của tăng kali máu, sẽ làm cơ suy yếu, làm nhịp tim trở nên bất thường hay thậm chí có thể dẫn đến tình trạng bị tê liệt tạm thời. Sai lầm khi ăn chuối, ai cũng ăn được chuối. Thực tế, không phải ai cũng có thể ăn loại quả này mà sẽ có rất nhiều người cần phải hạn chế việc ăn chuối. Cụ thể, với những người nào có tiền sử về đau dạ dày thì rất cần hạn chế ăn chuối tiêu. Và cũng tuyệt đối không ăn chuối khi đang bụng đói, vì khi đó ăn chuối vào bạn sẽ có cảm giác sẽ còn cao hoặc là đau bụng. Những người đang bị táo bón, tiêu chảy thì cũng hạn chế ăn. Bởi với nhiều người cho rằng ăn nhiều chuối vào có thể sẽ giúp nhuận tràng, từ đó thông tiện, nên có một số người khi bị táo bón họ thường xuyên ăn chuối. Nhưng bạn có biết, chuối không những không giải quyết được cho bạn chứng táo bón, mà ngược lại, nó sẽ còn khiến cho tình trạng táo bón của bạn nặng hơn. Người bị bệnh thận, bị đau đầu, tiểu đường hay tim mạch cũng là những đối tượng cần hạn chế ăn chuối để tránh tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Tương tự thì người đang bị tiêu chảy không nên ăn chuối chín bởi vì lượng xơ mềm. Chất oligosaccharide có thể nó giúp nhuận tràng, chất này nó sẽ làm cho bệnh tiêu chảy của bạn nặng hơn. Sai lầm khi ăn chuối, ăn lúc nào cũng được. Thực tế, khi ăn chuối vào cơ thể thì chuối sẽ phát huy được tốt nhất những tác dụng của nó, như thúc đẩy hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt hơn khi bạn ăn chuối sau bữa cơm, sau khoảng 1 đến 2 tiếng. Ngược lại, còn nếu như các bạn dùng chuối để làm thức ăn khi đói thì đó không phải là cách hay, nó thật nguy hiểm. Bởi thế, các bạn tuyệt đối không nên ăn chuối lúc đói, vì trong chuối có chứa nhiều magie. Ăn chuối lúc dạ dày của bạn đang trống rỗng, nó sẽ làm lượng magie bị tăng đột ngột trong máu, có thể gây mất cân bằng tim mạch và nó làm tổn hại đến sức khỏe của bạn. Lượng vitamin C rất dồi dào trong chuối, nếu như đưa vào cơ thể khi đang bị đói cũng sẽ khiến bạn bị đau dạ dày lập tức. Bạn chỉ nên ăn chuối khi đã ăn cơm no, để chuối không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, nhận tác dụng bảo vệ dạ dày và trung hòa axit dạ dày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cột sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng,
chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con, bà bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được, và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mắc cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội, nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng: mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé. 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày, mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, giục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo: mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemical ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay,
có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điều kỳ diệu xảy ra khi uống rượu ổi mỗi ngày. Ổi là loại quả rất giàu vitamin C, khi ngâm cùng rượu sẽ có hương vị thơm ngon, đặc trưng và mang lại nhiều tác dụng như giảm mỡ máu, tốt cho hệ tiêu hóa. Quả ổi chứa ít chất béo bão hòa và có tỷ lệ vitamin C rất cao. Mỗi 100g chứa 486mg vitamin C. Vitamin C tập trung cao nhất ở phần vỏ ngoài. Càng gần lớp vỏ ngoài, lượng vitamin càng cao. Ngoài vitamin A, C, quả ổi còn có quercetin, một chất có tính chống oxy hóa cực mạnh, có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng trong nhiều chứng viêm nhiễm mãn tính như xuyễn, dị ứng, tim mạch, thấp khớp, lửa loét, ung thư. Uống rượu ngâm ổi mỗi ngày có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ hệ tim mạch của cơ thể. Rượu ổi có tác dụng đặc biệt hiệu quả trong việc trị các bệnh về đường ruột như đầy hơi, đầy bụng, ợ chua, rối loạn tiêu hóa, kém hấp thụ. Bên cạnh đó, rượu ổi còn giúp hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, một hoạt chất cần thiết để cho làn da căng mọng, củng cố độ bền cho khớp xương sườn, thấp khớp. Cách ngâm rượu ổi. Chuẩn bị: ổi để ngâm là ổi gân, hạt ổi mỡ, không nên chọn các loại ổi khác để ngâm. Chọn quả chín, sáng màu, không bị dập nhũn, thâm vỏ. Chọn ổi chín mà vẫn chắc tay, da căng sáng bóng thì rượu ngâm sẽ rất ngọt thơm. Rượu ngâm là rượu trắng, ngon nhất, nên là rượu nếp, có nồng độ từ 35 đến 38 độ. Đường phèn sạch. Thực hiện: rửa sạch các nguyên liệu để khô ráo nước, dùng dao cắt bỏ cuốn và nấm quả, có thể gọt bỏ vỏ hoặc để cả vỏ ngâm rượu. Có thể chọn cách ngâm nguyên quả hoặc bổ đôi để rút ngắn thời gian ngâm. Cho ổi vào bình ngâm cùng rượu và đường phèn theo đúng tỷ lệ, 1 ký ổi với 1 lít rượu và 300g đường phèn. Đậy kín nắp bình rượu ổi ngâm để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ khoảng tầm 25 độ C. Cách dùng: với loại rượu ổi ngâm nguyên quả thì sau 2 tháng có thể sử dụng, loại quả bổ đôi thì chỉ sau 1 tháng là dùng được. Rượu ổi càng để lâu, uống càng ngon. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ trong bữa ăn. Không nên dùng quá liều, sẽ phản tác dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
tác hại đáng sợ của quả dứa có thể bạn không ngờ tới. Dứa là loại quả rất bổ dưỡng, tuy nhiên khi ăn dứa lại phải rất thận trọng, bởi dứa có thể gây nên chứng ngộ độc hay còn gọi là dị ứng rất nguy hiểm. Dứa là loại quả ngon, bổ dưỡng được yêu thích trong mùa hè. Dứa có nhiều chất dinh dưỡng, muối khoáng, vitamin và nhiều chất quý, đặc biệt là glucid, canxi, phốt pho và vitamin C. Về thành phần hóa học, trong 100g dứa ta có 90,5g nước, 0,8g fructose, 1g axit hữu cơ, 6,5 glucosid, 15mg canxi, 17mg phốt pho, 0,5mg sắt, 24mg vitamin C và các loại vitamin khác như vitamin B1, B2, PP, carotin. Trong quả dứa có chứa enzyme bromelain hay bromelain có thể phân hủy protein thành các axit amin. Chính vì thế, quả dứa được tận dụng để ướp thực phẩm cho chóng dừa. Tuy nhiên, những enzyme này quý hơn nhiều so với công dụng mà người ta thường biết. Đã có công trình nghiên cứu cho thấy enzyme của quả dứa có khả năng chữa bệnh tim do có thể làm tăng máu tụ dẫn đến cơn đau tim. Những người bị cao huyết áp nên ăn dứa để tránh nguy cơ tụ máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Bromelain còn có tác dụng làm giảm sự di căn của ung thư, kết hợp với các biện pháp hóa trị hay xạ trị khác. Chính vì thế, trong công nghiệp dược phẩm, người ta thường chiết xuất bromelain từ vỏ và lõ dứa để đưa vào thành phần thuốc điều trị ung thư. Có thể thấy, dứa là loại quả rất bổ dưỡng, tuy nhiên khi ăn dứa lại phải rất thận trọng, bởi dứa có thể gây nên chứng ngộ độc hay còn gọi là dị ứng rất nguy hiểm. Nhiều trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong. 1. Nguyên nhân gây dị ứng ngộ độc dứa. Nguyên nhân gây ra dị ứng ngộ độc dứa là do một loại nấm độc Candida tropicalis thường gặp trên mặt đất ẩm. Loại nấm này phát triển mạnh về mùa hè trùng với mùa dứa chín. Do cây dứa mọc thấp, quả dứa nằm gần kề mặt đất. Thêm nữa, vỏ dứa xù xì, mắc ăn sâu vào thân quả nên mầm càng dễ bám. Trong quá trình thu hái, vận chuyển quả dứa cũng thường được đổ đóng dưới đất. Nếu quả nào bị dập, ung thối, nấm Candida có thể xâm nhập và phát triển bên trong làm một số người ăn phải sẽ mắc bệnh. 2. Những biểu hiện dị ứng ngộ độc dứa. Người bị dị ứng ngộ độc dứa thường có những biểu hiện sau: nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng quằn quại, ngứa ngáy toàn thân, miệng lưỡi tê dại, khó thở, nổi mề đay, gây sốc. 3. Xử lý tại nhà khi bị dị ứng ngộ độc dứa. Trong trường hợp bị dị ứng ngộ độc nhẹ, có thể xử lý tại nhà bằng cách gây nôn cho người bệnh. Dùng tay ngoáy họng cho nôn ra hết chất độc vừa ăn phải, sau đó cho người bệnh uống siro PK với liều lượng người lớn từ 15 đến 30 ml, trẻ em từ 1 đến 12 tuổi 5 ml. Cần cho uống than hoạt tính để giải trừ hết chất độc của dứa còn sót lại trong cơ thể. Lấy 20g pha trong 200 ml trước uống một lần. Uống nhắc lại sau 2 giờ với liều lượng 100g ở người lớn, 25 đến 30g ở trẻ em. Trong trường hợp bị khó thở, suy hô hấp, cần đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế. 4. Cách ăn dứa an toàn. Chọn mua dứa tươi và lành lặn không bị dập nát. Gọt bỏ hết vỏ và mắt dứa. Nếu ăn dứa trực tiếp, ăn sống, thì cần cắt nhỏ miếng dứa rồi ngâm vào nước muối nhạt chừng 10 phút để loại bỏ nấm độc. Đồng thời ức chế enzyme phân giải protein khiến người ăn không bị rát lưỡi. Đối với người có cơ địa mẫn cảm hay bị dị ứng và trẻ em nên ăn dứa đã xào, nấu vì khi xào nấu dưới tác động của nhiệt, khả năng gây dị ứng của dứa không còn nữa. Không nên ăn dứa khi đói vì các axit hữu cơ của dứa và bromelain tác động mạnh vào dạ dày, ruột, gây nôn nao khó chịu. Người có bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu, chảy máu cam, sốt xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ băng huyết không nên ăn dứa.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cả nước Mỹ đang phát sốt với loại rau chống ung thư cực mạnh, trong khi ở Việt Nam rẻ không ngờ. Hẳn các mẹ tò mò lắm đây, không biết siêu thực phẩm này là cái quái gì mà dân Mỹ tìm mua nhiều thế. Hóa ra đó là loại rau rất phổ biến ở nước ta. Cũng may mắn là gia đình em thích loại rau này lắm, nên em thường xuyên nấu cho cả nhà ăn, dù trước đó không hề biết nó là loại rau củ có khả năng chống ung thư cực mạnh. Chỉ là thấy thích thì ăn thôi. Tình cờ đọc được một bài báo của nước ngoài, em mới biết trong bông cải xanh chứa một hoạt chất chống ung thư cực mạnh luôn các mẹ ạ. Tuy nhiên, không phải bây giờ bông cải xanh mới được tìm mua nhiều như vậy. Sự thật là năm 23 trước công nguyên, nhà tự nhiên học Sicurdus đã dành riêng một chương cho cuốn Bách Khoa Toàn Thư để nói về bông cải xanh, vì những lợi ích vô tận của nó. Và vì quá yêu thích loại thực phẩm này, ông đã không ăn gì ngoài bông cải xanh trong vòng vài tháng trời. Gần đây, nhóm nghiên cứu của giáo sư Paul Talalay ở trường Đại học John Hopkins, sau hơn 20 năm tìm tòi nghiên cứu về các phương pháp phòng ngừa ung thư, đã tìm thấy trong bông cải xanh một hoạt chất kỳ diệu có tên là sulforaphane, có khả năng kích hoạt hệ thống thải độc, bảo vệ tế bào, tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt, hàm lượng sulforaphane trong hạt mầm bông cải xanh 3 ngày tuổi cao gấp 50 đến 100 lần trong bông cải xanh trưởng thành. Phát hiện này đã thực sự khiến cho nhu cầu bông cải xanh tăng gấp đôi trên toàn nước Mỹ. Sở dĩ sulforaphane, gọi tắt là SFN, là một hợp chất mạnh mẽ có khả năng chống lại ung thư ở nhiều mặt khác nhau, vì nó làm tăng hoạt tính của các enzyme thải độc, giúp loại bỏ các chất gây ung thư ra khỏi cơ thể, giúp chống viêm, giúp chế các tế bào bất thường và ức chế sự nhân lên của các tế bào ung thư. Ở cấp độ tế bào, nó giúp chống lại quá trình oxy hóa. Theo một cách khác biệt, thay vì trực tiếp chống lại các gốc tự do, SFN giúp kích hoạt các gen trong cơ thể để làm tăng sản sinh glutathione, nội sinh, chất chống oxy hóa mạnh nhất của cơ thể, có mặt trong từng tế bào của chúng ta. Do vậy, nó còn được mệnh danh là vệ sĩ bảo vệ tế bào. Từ trước nay đã có hơn 1.400 nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y học Hoa Kỳ về tác dụng và hiệu quả của bông cải xanh đối với sức khỏe, nhất là trong việc ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt, SFN còn được cho là hoạt chất mạnh mẽ nhất trong số các chất có khả năng ngăn ngừa ung thư. Với gần 40 công dụng khác nhau, bên cạnh khả năng ngăn ngừa ung thư, bông cải xanh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như chống oxy hóa, giảm thoái hóa xương khớp, bảo vệ tế bào thần kinh, giảm trầm cảm. Các mẹ ơi, đã có nghiên cứu hẳn hoi về công dụng thần kỳ của bông cải xanh, thì dạy gì chị em mình không thường xuyên mua về cho cả nhà ăn nhỉ? Có rất nhiều cách để chế biến bông cải xanh như luộc hấp, nấu canh, xào, tẩm bột chiên, tha hồ cho các mẹ lựa chọn. Còn mẹ nào xiên thì gieo hạt bông cải xanh để thu hoạch rau mầm. Ao loại rau này còn tốt hơn bông cải xanh gấp cả trăm lần đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng ít biết của củ ấu xấu xí. Củ ấu không chỉ là món ăn dân dã mà còn có tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Vào những ngày tiết trời se lạnh, thứ đồ ăn vặt dân dã như củ ấu lại được bán dọc với các tuyến đường hay ở một số chợ. Nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng ruột củ ấu lại trắng, thơm và bùi. Củ ấu có tên khoa học Trabacochichisinetlau, thuộc họ ấu, hay còn gọi là ấu trụi, ấu nước, hạt dẻ nước. Nhiều người còn quen gọi ấu là quả sừng trâu. Đây là loại thực vật thủy sinh, mọc trong ao đầm, thân ngắn có lông. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá, trong củ ấu có nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe như nhiều glucid, đường glucose, protein,
Trong 100g củ ấu có khoảng 48,2g đường, 3,4g protein, 32,1g chất bột đường, 3,3g đường, 17,6mg canxi, 0,4mg kẽm, 0,7mg sắt, 0,8mg natri, 468mg kali và khoảng 730 calorie. Trong đông y, củ ấu vị ngọt, tính mát, vào tùy vị. Các thành phần của cây củ ấu đều được coi như một vị thuốc. Thân cây vị ngọt chát, tính bình, có tác dụng tiêu viêm giải độc. Củ ấu có tác dụng ích khí tiện tỳ, thanh thử giải nhiệt, lương huyết, trừ phiền chỉ khát. Củ ấu non ăn sống có tác dụng chống nóng, chống nắng, giải độc, xây rượu, trừ rôm sảy. Loại củ ấy già rất tốt cho trường hợp tỳ hư, tiết lã, kinh nguyệt quá nhiều, trị xuất huyết, chống suy nhược. Nhiều bài thuốc đã sử dụng nguyên liệu từ củ ấu để chữa trị bệnh một cách hiệu quả. Chẳng hạn, trị bệnh trĩ, vỏ củ ấu sấy khô, đốt toàn tính, tán thành bột, trộn đều với dầu mè, bôi hạt đắp. Trị mụn nhọt, trẻ nóng lực hay bị nổi ghẻ nhọt, trong dân gian thường lấy nguyên củ ấu đốt thành than, thêm ít chu sa, băng phím nghiền thành bột, rồi trộn với nước sôi để nguội cho sền sệt. Hàng ngày lấy hỗn hợp đó bôi lên chỗ ghẻ nhọt sẽ hết xương, đau, ngứa. Cùng với đó lấy ruột ấu nấu cháo cho trẻ ăn, ghẻ nhọt sẽ càng mau hết. Trị viêm loét dạ dày: thịt ấu 30g, hoài sơn 16g, táo đỏ 16g, bạch cập 10g, gạo nếp 100g. Cho tất cả vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ để nấu cháo nhừ. Khi ăn cho 20g mật ong trộn đều. Đây cũng là món ăn tốt cho những người bị ung thư dạ dày. Môi khô, ngủ không ngon giấc. Thịt củ ấu tươi 50g, đĩa cốt bì 20g, cau kỷ tử 10g, hoàng cầm, can thảo sắc lên uống, ngày 2 lần, uống khoảng 1 tuần. Các chuyên gia lưu ý rằng, dù củ ấu là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với nhiều công dụng tốt, song để tận dụng được công dụng của củ ấu, bạn cần lưu ý: không nên ăn quá nhiều một thời điểm vì củ ấu có tính mát, dễ gây ra tình trạng đầy hơi, trướng bụng và đau bụng. Có thể dùng 50-200g một ngày dưới dạng ăn sống hoặc nấu canh, cháo. Ăn nhiều sẽ gây trệ khí, do đó những người có u cục ở ngực, bụng cần thận trọng khi ăn. Người tỳ vị hư nhược, đại tiện tiêu lỏng không nên dùng dạng sống. Sau khi ăn củ ấu không nên uống nước liền vì sẽ có cảm giác khó chịu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác hại đáng sợ của rau má mà bạn chưa hề biết. Rau má quả thực có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu không sử dụng đúng hoặc quá lạm dụng cũng đem lại những hậu quả vô cùng đáng sợ cho sức khỏe. Rau má vốn được coi là thực phẩm lành tính nên được sử dụng trong việc chế biến thức ăn và nước uống giải khát rất phổ biến. Hơn nữa, loại rau này chưa được trồng phổ biến, vẫn còn là rau mập hoang nên nhiều người cho rằng chúng rất an toàn khi sử dụng. Rau má quả thực có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu không sử dụng đúng hoặc quá lạm dụng cũng đem lại những hậu quả vô cùng đáng sợ cho sức khỏe. 1. Lợi ích của rau má. Rau má không chỉ bổ dưỡng mà còn có nhiều dược tính. Ngay từ xa xưa, người dân đã biết sử dụng loại rau này như một vị thuốc chữa bệnh. Theo đông y, rau má có vị đắng, tính mát, tác dụng giải nhiệt, giải độc, sửa mụn nhọt, vàng da, vàng mắt, sốt, lên sởi. Loại rau này còn được dùng để hạ huyết áp, giúp lưu thông máu, nhất là ở những vùng tĩnh mạch và mao mạch. Rau má còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Các Thái Lan ngày xưa dùng rau má để chữa các bệnh như vẩy nến, eczema, nhiễm trùng đường hô hấp, mệt mỏi, sốt, cảm lạnh, viêm gan, động kinh và cả bệnh giang mai.
Theo y học hiện đại, rau má có thể sử dụng để chống lại sự lão hóa của da, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da. Vì vậy, có thể dùng chiết xuất của loại rau này trong những ứng dụng làm đẹp. Ngoài ra, rau má còn có thể dùng để chống loét dạ dày, kháng virus, kháng nấm. Thừa kế những nghiên cứu của y học cổ truyền, ngày nay người ta nhận thấy rau má có thể sử dụng làm giảm sưng, giúp lưu thông máu trong cơ thể. Dùng để điều trị rất tốt trong các bệnh giãn tĩnh mạch, suy tĩnh mạch. 2. Tác hại khi lạm dụng rau má. Rau má tuy là thực phẩm lành tính nhưng cũng có dược tính cao, vì thế không thể lạm dụng khi sử dụng. Nếu dùng nhiều rau má sẽ dẫn đến hậu quả xấu sau đây. Ảnh hưởng đến tiêu hóa. Rau má có tính hàn, có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy nhẹ. Rau má thường được uống sống, nên quá trình chế biến nếu không đảm bảo vệ sinh cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa cho người dùng, giảm khả năng mang thai và tăng nguy cơ sảy thai. Phụ nữ nếu dùng rau má lâu ngày có thể làm giảm khả năng mang thai. Loại rau này cũng gây nguy cơ sảy thai nếu sử dụng trong thai kỳ. Vì thế, phụ nữ đang trong thời kỳ sinh nở và phụ nữ có thai không nên dùng nhiều loại rau này. Làm tăng cholesterol và lượng đường trong máu. Rau má làm tăng lượng cholesterol và lượng đường trong máu. Vì vậy, những người có cholesterol cao và bệnh tiểu đường nên tránh lạm dụng sử dụng rau má quá nhiều. Không chỉ vậy, đối với người đang có hai bệnh trên, dùng rau má cùng với uống thuốc điều trị có thể làm giảm hiệu quả của insulin và thuốc tiểu đường uống khác, cũng như các thuốc hạ cholesterol. 3. Học viện Y tế tại Hoa Kỳ và châu Âu đã đưa ra khuyến cáo rằng rau má mặc dù an toàn nhưng không nên sử dụng quá 6 tuần mà không có chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, những người mắc bệnh gan hoặc có tiền sử các bệnh tổn thương da, ung thư không nên dùng. Lượng dùng cho một ngày của một người bình thường được các nhà khoa học khuyên dùng là một cốc nước rau má, tương đương 40 gram rau má trở lại. Tuy nhiên, không nên dùng liên tục quá một tháng nếu muốn liên tục. Nếu muốn tiếp tục dùng thì nghỉ tối thiểu nửa tháng rồi mới dùng lại. Phụ nữ có thai không nên dùng rau má hằng ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ. Gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn, bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo, gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mặn ngứa, buồn nôn khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc.
Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ, vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình, quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ do các chuyên gia Mexico thực hiện, để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác hại khôn lường nếu ăn bí đỏ không đúng cách. Trong bí đỏ có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ai ăn sai cách có thể gây hậu quả nặng nề. Trong số các loại quả, bí đỏ là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng như các axit hữu cơ. Nghiên cứu gần đây cho thấy chất kẽm có trong bí đỏ trực tiếp ảnh hưởng tới chức năng của hồng cầu. Chất sắt lại là nguyên tố vi lượng cơ bản giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng nếu lạm dụng bí đỏ, loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này có thể gây tác hại phụ nặng nề lên cơ thể con người. Công dụng tuyệt vời của bí đỏ. Những chất phytoron là những axit béo omega 3, omega 6 có nhiều trong hạt bí đỏ là những chất có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp, phát triển não bộ. Bí đỏ chứa nhiều chất axit glutamine, chất cần thiết cho hoạt động não bộ, có vai trò quan trọng trong việc trợ giúp phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não, bồi dưỡng não. Tác dụng giảm cân. Bí đỏ là một thực phẩm giàu chất xơ, chứa hàm lượng calo và chất béo thấp. Tác dụng của bí đỏ chính là một thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân hay những người thừa cân, béo phì. Tăng cường hệ miễn dịch. Bí đỏ rất giàu hàm lượng vitamin C nên có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp hệ miễn dịch trở nên khỏe mạnh. Với hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể của chúng ta sẽ chống lại được các vi khuẩn, virus có hại. Tốt cho sự phát triển của thai nhi. Những chất trong hạt và hoa bí đỏ giúp cho thai nhi phát triển tế bào não, tăng cường sức sống cho thai nhi và giúp tăng cường những chứng phù nề, tăng huyết áp, các biến chứng khác khi mang thai và phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau khi sinh. Tốt cho xương và mắt. Bí đỏ giàu carotin. Trong cơ thể, loại chất này được chuyển hóa thành vitamin A giúp duy trì thể lực. Chất khoáng và canxi, natri, kali có trong bí đỏ có tác dụng đặc biệt với người già và người bệnh huyết áp, giúp ngăn ngừa loãng xương và tăng huyết áp. Hơn nữa, nó còn chứa magie, phốt pho, sắt, đồng, mangan, chrome và nhiều yếu tố khác giúp xương phát triển. Làm đẹp da, chống lão hóa. Một trong những lợi ích thiết yếu của bí đỏ đối với phụ nữ bao gồm khả năng bảo vệ làn da, giúp da chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa tình trạng mất nước, khô da. Hơn nữa, bí đỏ còn chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, các đốm nâu. Thường xuyên dùng bí đỏ sẽ giữ cho làn da của bạn mềm mượt và tươi trẻ. Sai lầm khi ăn bí đỏ. Ăn bí đỏ liên tục. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn bí đỏ quá 2 bữa một tuần. Nguyên nhân là do trong bí đỏ
chứa rất nhiều tiền chất của vitamin A. Nếu bạn ăn nhiều, chất này không kịp tiêu hóa, sẽ dự trữ ở gan và dưới gan. Do đó sẽ khiến cho chốt mũi, lòng bàn tay, bàn chân dễ có màu vàng. Ăn bí đỏ đã già và để lâu. Bí đỏ chứa hàm lượng đường cao. Hơn nữa, nếu lưu trữ trong thời gian dài, dễ khiến bên trong bí đỏ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí, lên men và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Ăn bí đỏ khi bị rối loạn tiêu hóa. Một lưu ý nữa cho bạn, đó là người bị rối loạn tiêu hóa, hạn chế ăn bí đỏ, vì hàm lượng chất xơ trong bí đỏ quá cao, không tốt cho tình trạng bệnh. Bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh. Không bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh, tuyệt đối không bảo quản ở ngăn đá, vì nếu để lạnh, bí đỏ sẽ ngả sang màu nâu vàng, không an toàn khi ăn.